kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp năm 1950 đến năm 1953. Tin ngắn, thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương. 1. Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh. Câu 1. Ý đồ chiến lược của Mỹ khi can thiệp này càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương năm 1945 đến năm 1954 là gì? Đề mẫu của bộ lần 2/17. A. Khẳng định vị thế của nước Mỹ. B. Chia cắt lâu dài nước Việt Nam. C. Giúp đỡ Pháp kéo dài và mở rộng chiến tranh. D. Nắm quyền điều khiển chiến tranh Đông Dương. Câu 2. Tháng 9 năm 1951, Mỹ ký với chính phủ Bảo Đại văn bản nào dưới đây? Đề thi tốt nghiệp năm 17. A. Hiệp ước tương trợ lẫn nhau. B. Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương. C. Hiệp ước kinh tế Việt Mỹ. D. Hiệp ước kinh tế Pháp Mỹ. 2. Kế hoạch The Ladder Tassini. Câu 1. Để vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh xâm lược Việt Nam, trong kế hoạch The Ladder Tassini 1950 thực dân Pháp chú trọng đề mẫu của bộ lần 3/17. A. Tập trung xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. B. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm. C. Xây dựng phòng tuyến công sự bằng xi măng cốt sắt. D. Đánh phá hậu phương kháng chiến bằng biệt kích, thổ phỉ. Câu 2. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam cuối năm 1950, Pháp đề ra kế hoạch The Ladder Tassini với mong muốn đề thi tốt nghiệp năm 17. A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. B. Tiến tới ký một hiệp định có lợi cho Pháp. C. Kết thúc chiến tranh trong danh dự. D. Giữ vững quyền chủ động về chiến lược. Câu 3. Điểm chung về mục đích của thực dân Pháp khi đề ra kế hoạch The Ladder Tassini của chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1945 đến năm 1954 là đề thi tốt nghiệp năm 17. A. Chuẩn bị tiến công lên Việt Bắc. B. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. C. Giành quyền chủ động chiến lược. D. Khóa chặt biên giới Việt Trung. Câu 4. Kế hoạch The Ladder Tassini tháng 12 năm 1950 của thực dân Pháp ở Đông Dương không có nội dung nào dưới đây. Đề thi tốt nghiệp năm 18. A. Tăng cường phòng ngự trên hành lang Đông Tây. B. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm. C. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. D. Kết hợp chiến tranh tâm lý với chiến tranh kinh tế. Câu 5. Kế hoạch The Ladder Tassini tháng 12 năm 1950 của thực dân Pháp ở Đông Dương không có nội dung nào dưới đây. Đề thi tốt nghiệp năm 19, mã đề 303. A. Tăng cường phòng ngự ở trên hành lang Đông Tây. B. Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm. C. Xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh. D. Kết hợp chiến tranh tâm lý với chiến tranh kinh tế. Câu 6. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp năm 1945 đến năm 1954, kế hoạch The Ladder Tassini có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch GRUB? Để đạt thi tốt nghiệp lịch sử của bộ lần 1 năm 2022, mã đề 301. A. Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. B. Diễn ra khi Pháp mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính. C. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mỹ. D. Được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông Tây căng thẳng. Câu 7. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp năm 1945 đến năm 1954, kế hoạch The Ladder Tassini có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch GRUB? Để đạt thi tốt nghiệp lịch sử của bộ lần 1 năm 2022, mã đề 303. A. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc tế căng thẳng do cuộc đối đầu Đông Tây. B. Được đề ra khi Pháp bước đầu mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính. C. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mỹ. D. Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh. Câu 8. Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch The Ladder Tassini của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2023, mã 302. A. Ra sức phát triển ngụy quân. B. Trao trả độc lập cho Myanmar. C. Trao trả độc lập cho Brunei. D. Khai thác lục địa lần thứ nhất. Câu 9. Nội dung nào sau đây nằm trong kế hoạch The Ladder Tassini của thực dân Pháp tiến hành ở Việt Nam cuối năm 1950? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2023, mã 304. A. Trao trả độc lập cho Brunei. B. Khai thác lục địa lần thứ nhất. C. Ra sức phát triển ngụy quân. D. Trao trả độc lập cho Myanmar. 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tháng 2 năm 1951. Câu 1. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng tháng 2 năm 1951 quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi đề thi tốt nghiệp năm 18. A. Đảng Dân Chủ Việt Nam. B. Đảng Lao động Việt Nam. C. Đảng Dân Chủ Đông Dương. D. Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 có ý nghĩa là đề thi tốt nghiệp năm 18. A. Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. B. Đại hội kháng chiến thắng lợi. C. Đại hội kháng chiến toàn dân. D. Đại hội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu 3. Tại đại hội đại biểu lần thứ 2 tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đề thi tốt nghiệp năm 18. A. Chính đảng vô sản. B. Chính phủ liên hiệp. C. Mặt trận thống nhất. D. Lực lượng vũ trang. Câu 4. Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 tháng 2 năm 1951, Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập ở mỗi nước Đông Dương một đề thi tốt nghiệp năm 19, mã đề 303. A. Đảng Mark Lenin. B. Chính phủ liên hiệp. C. Mặt trận thống nhất. D. Lực lượng vũ trang. Câu 5. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã đề thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 301. A. Quyết tâm thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương. B. Đề ra nhiệm vụ phát triển những cơ sở của chế độ mới để tiến lên chủ nghĩa xã hội.
C. Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến. D. Quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Câu 6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã đề thi tốt nghiệp lịch sử được một năm 2020, mã đề 302. A. Quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. B. Quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. C. Hoàn chỉnh chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong phạm vi từng nước ở Đông Dương. D. Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến. Câu 7. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã đề thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 303. A. Quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. B. Xác định những nhiệm vụ cơ bản trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội. C. Quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương. D. Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến. Câu 8. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Vì đã đề thi tốt nghiệp lịch sử được một năm 2020, mã đề 304. A. Quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương. B. Khẳng định sứ mệnh của tổ chức chính trị cầm quyền trong kháng chiến. C. Chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến. D. Quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ. Câu 9. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đã thông qua để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2020 thi đợt 2 mã 302. A. Đường lối đổi mới đất nước. B. Báo cáo chính trị. C. Chủ trương khởi nghĩa từng phần. D. Chủ trương vô sản hóa. Câu 10. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 đã thông qua để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2020 thi đợt 2 mã 312. A. Chủ trương khởi nghĩa từng phần. B. Chủ trương vô sản hóa. C. Tuyên ngôn của Đảng. D. Đường lối đổi mới đất nước. Câu 11. Về chính trị, trong những năm 1951 năm 1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2021 thi đợt một mã 301. A. Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. C. Quân giải phóng miền Nam ra đời. D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Câu 12. Về chính trị, trong những năm 1951 năm 1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2021 thi đợt một mã 302. A. Quân giải phóng miền Nam ra đời. B. Chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. D. Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh Liên Việt. Câu 13. Về chính trị, trong những năm 1951 năm 1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2021 thi đợt một mã 303. A. Quân giải phóng miền Nam ra đời. B. Chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. C. Đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng Cộng sản Đông Dương. D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Câu 14. Về chính trị, trong những năm 1951 năm 1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây? Để tốt nghiệp của Bộ và GD năm 2021 thi đợt một mã 304. A. Chiến dịch giải phóng Huế Đà Nẵng. B. Quân giải phóng miền Nam ra đời. C. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. D. Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh Liên Việt. Câu 15. Một trong những nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 năm 1941 là đề mẫu thi tốt nghiệp lịch sử của Bộ năm 2022. A. Đề ra đường lối đổi mới đất nước. B. Quyết định khởi nghĩa vũ trang toàn quốc. B. Đề ra đường lối hiện đại hóa đất nước. D. Thông qua báo cáo chính trị. Câu 16. Một trong những nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ 2 Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2 năm 1951 là đề đã thi tốt nghiệp lịch sử của Bộ lần 2 năm 2021 mã đề 301. A. Quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản. B. Đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. C. Đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước. D. Quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai. Câu 17. Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 năm 1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây? Đề đã thi tốt nghiệp lịch sử của Bộ lần 1 năm 2022 mã đề 301. A. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh. B. Chiến dịch Huế Đà Nẵng. C. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Thành lập chính quyền Xô Viết. Câu 18. Trong những năm 1951 năm 1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? Để đã thi tốt nghiệp lịch sử của Bộ lần 1 năm 2022 mã đề 303. A. Phá kho thóc Nhật. B. Thi đua yêu nước. D. Diệt phát xít Đức. D. Chống dịch Covid-19. 3. Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt. Câu 1. Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đề mẫu của Bộ lần 2 phần 17. A. Quyết định phát động phong trào toàn dân xóa nạn mù chữ. B. Mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm. C. Họp hội nghị thành lập Liên minh Nhân dân Việt Nhiên Lào. D. Chủ trương thành lập Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Câu 2. Một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa những năm 1950-1953 là đề mẫu của Bộ lần 2 phần 17. A. Đại Trung hóa. B. Phục vụ dân sinh. C. Phát triển xã hội. D.
cố hậu phương. Tổ 3, một trong ba phương châm công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam năm 1950 đến năm 1953 là để thi tốt nghiệp năm 17. A. Phục vụ nhân dân. B. Dân tộc hóa. C. Phục vụ kháng chiến. D. Đại chúng hóa. Tổ 4, một trong ba phương châm của công cuộc cải cách giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong những năm 1950 năm 1953 là để thi tốt nghiệp năm 17. A. Phát triển xã hội. B. Phục vụ sản xuất. C. Phục vụ chiến đấu. D. Đại chúng hóa. Tổ 5, trong những năm 1950 năm 1953, phục vụ kháng chiến là một trong ba phương châm được chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác định trong đề thi tốt nghiệp năm 17. A. Công cuộc cải cách giáo dục. B. Công cuộc cải cách văn hóa. C. Đề cương văn hóa Việt Nam. D. Sự nghiệp phát triển văn hóa. Tổ 6, để bồi dưỡng sức dân, đầu 1953 Đảng và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định đề thi tốt nghiệp năm 17. A. Đẩy mạnh cải cách ruộng đất và thực hành tiết kiệm. B. Đẩy mạnh sản xuất và chấn chỉnh chế độ thuế khóa. C. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. D. Mở cuộc vận động tham gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Tổ 7, từ tháng 4 năm 1953 đến tháng 7 năm 1954, chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện đề thi tốt nghiệp năm 18. A. Cải cách ruộng đất ở một số nơi trong vùng tự do. B. Giảm thức và xóa nợ ở những vùng gặp thiên tai. C. Giảm tô và hoãn nợ trong các vùng có chiến sự. D. Chia lại công điền và công thủ ở vùng phát tạm chiếm. Tổ 8, để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến trong những năm 1951 năm 1953. Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ để thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 301. A. Phát triển kinh tế thị trường. B. Bài trừ mê tín dị đoan. C. Điện khí hóa nông nghiệp. D. Điện khí hóa nông thôn. Tổ 9, để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến trong những năm 1951 năm 1953, nhân dân Việt Nam đã để thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 302. A. Tiến hành điện khí hóa nông nghiệp. B. Thực hiện vệ sinh phòng bệnh. C. Phát triển kinh tế thị trường. D. Tiến hành điện khí hóa nông thôn. Tổ 10, để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến trong những năm 1951 năm 1953, nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 303. A. Điện khí hóa nông thôn. B. Điện khí hóa nông nghiệp. C. Phát triển kinh tế thị trường. D. Cải cách giáo dục. Tổ 11, để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến trong những năm 1951 năm 1953, nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ để thi tốt nghiệp lịch sử đợt 1 năm 2020, mã đề 304. A. Điện khí hóa nông nghiệp. B. Phát triển kinh tế thị trường. C. Điện khí hóa nông thôn. D. Xây dựng đời sống mới. Tổ 12, để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây diễn ra trong những năm 1951 năm 1953? Đề mẫu của Bộ GD năm 2021. A. Đẩy mạnh sản xuất. B. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. C. Tiến hành công nghiệp hóa. D. Đẩy mạnh hiện đại hóa. Tổ 13, trong những năm 1951 năm 1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam? Để đạt thi tốt nghiệp lịch sử của Bộ lần 1 năm 2022, mã đề 301. A. Thi đua yêu nước. B. Phá kho thóc Nhật. C. Diệt phát xít Đức. D. Chống dịch Covid-19.